Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là chương trình vấn đáp Phật Pháp cùng Thầy A Di Đà Phật. Câu hỏi đặt ra là làm sao đừng bỏ cuộc quá sớm. Cuộc đời là ở trong tay mình, hoàn toàn quyết định là do mình, không thể ai thay thế được. Bỏ cuộc hay đi tiếp là do mình. Nhưng trước khi bỏ cuộc hãy nhớ ba điều này. Thứ nhất, hãy nhớ lại cái lý do vì sao mình bắt đầu, cái động cơ và cảm hứng ấy. Thứ hai, vì sao mình muốn bỏ cuộc? Bởi vì hiện tại mình đối diện quá nhiều những cái khó khăn, mệt mỏi quá, cho nên mình muốn tìm một sự an ủi nhẹ nhàng. Cuộc đời có cho mình cái điều đó không? Không, cuộc đời sẽ cho cái điều ngược lại, đó là rất nhiều thêm nữa sự thử thách sẽ bị ném vào mình để mình trưởng thành hơn. Người ta trưởng thành là bởi vì vấp ngã chứ không phải bởi vì sự an ủi nhẹ nhàng và ôm ấp. Cái thứ ba, cuộc đời này nếu ta không khổ dạng này ta sẽ khổ dạng khác. Hai dạng khổ đó là: một, khổ vì chịu khó huấn luyện mình; hai là khổ bởi vì sự hối tiếc. Không huấn luyện vì khổ thì sẽ khổ vì sự hối tiếc. Vậy thì mình có quyền gào thét, chửi rủa, khóc lóc, nhưng đừng bỏ cuộc. Bởi vì ít nhất thì mình cũng đã tới đây rồi, một đoạn đường mình đã bắt đầu. Bỏ cuộc tức là bắt đầu lại, khó khăn sẽ nhiều hơn chắc chắn luôn. Và Edison đã hơn 10.000 lần thất bại để chế tạo ra điện ánh sáng. Mình thất bại một hơi lần có gì đâu, hãy nhớ tới ông ta bắt đầu tiếp. Và nếu không có cảnh Đông Tàn thì làm sao có cảnh Huy Hoàng Ngày Sướng. Chính Đức Phật cũng đã phải xém chết bỏ mạng bởi vì tu sai đường trước khi giác ngộ. Vậy thì no pain, no gain. Không có khổ đau, không có sự trưởng thành. Hãy nhớ đến điều đó và tiếp tục đi tiếp. A Di Đà Phật.